Mình là Đạt. Thì hiện tại mình đang chuẩn bị quay một cái cảnh cuối của phim. Cảnh này mình đang đi tìm ánh và đang tâm trạng rất buồn. Và mình đang cố lấy cảm xúc để ra nước mắt. Đây là một nhân vật mình thấy khá là mít ướt, tại vì khóc hơi nhiều, làm đau hết cả mắt mấy ngày hôm nay rồi. Vai diễn này thì mình chỉ thích đó là... mình chẳng thích vai diễn này cả cái điểm gì cả. Tại vì thằng này nó là một cái thằng quá mít ướt, lại còn kiểu hơi kiểu bụi bạc cái tít đàn ông kiểu này. Đây không phải là mình nhé. Đây chỉ là thằng Đạt trong phim thôi nhé, không phải là Đăng Anh ngoài đời đâu nhé. Tất nhiên là anh Lâm đẹp trai rồi, nói nhiều quá đau hết cả đầu, nhiều lúc muốn cho khác nhưng mà thôi, em vẫn yêu anh. Mình mong là đây là sản phẩm đầu tiên của bên công ty mình, thì mình mong là nếu mà mong thì được các bạn ủng hộ và mong phim sẽ thành công. Đặt.